Lily Fun Facts là chuyên mục sẽ chia sẻ khoảng 30 đến 100 sự thật thú vị về các idol K-pop trong một clip. Người đầu tiên xuất hiện trong chuỗi video này sẽ là Lisa. Cùng bắt đầu video với mình ngay nhé! Lalisa Manoban có tên khai sinh là Pranpiya Manoban. Tuy sở hữu đôi mắt to tròn và khuôn mặt lai Tây, nhưng Lisa là người Thái 100%. Vì quá xinh đẹp nên có lần, thời cô ấy còn chưa debut, khi ra nhận đồ ăn, người giao hàng đã bị sốc và còn suýt quên lấy tiền. Theo lời khuyên của một thầy bói, cô đổi tên từ Pranpiya Manoban thành Lalisa, có nghĩa là được ca tụng. Ước mơ thời thơ ấu của Lisa là được trở thành một người mẫu thời trang. Ngoài ra, Lisa là một fan bự của Marvel, cô từng rủ Jisoo đi xem Avengers cùng mình. Bên cạnh ca hát và nhảy múa, cô nàng còn biết chơi guitar và ukulele. Lisa nói được tiếng Hàn, Thái, tiếng Anh và Nhật. Tiếng Hàn của cô nàng tốt đến nỗi, Lisa đã học tiếng Trung bằng tiếng Hàn. Cô nàng thậm chí còn mơ bằng tiếng Hàn thay vì tiếng Thái. Việc này cũng không quá khó hiểu vì Lisa đã bắt đầu được đào tạo tại YG từ năm 14 tuổi. Lúc ấy đến lúc debut, đã phải luyện tập phát âm rất nhiều. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Lisa nhảy, người đứng đầu YG đã ngay lập tức giao cho cô nàng nhiệm vụ làm vũ công chính. Bên cạnh đó, không biết vì lý do gì mà Lisa là thành viên thích hôn má nhất nhóm, cứ hở ra là hôn má chùn chụt. Điều mà Lisa sợ và ghét nhất trần đời là bị tiêm do mắc chứng trypanophobia, hội chứng sợ kim tiêm. Hồi nhỏ, khi trường tổ chức tiêm vaccine, Lisa đã sợ kim tiêm đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Cô thuộc nhóm máu O. Lisa là thành viên được Jisoo ưu ái, tạo cho nhiều biệt danh nhất. Các biệt danh của Lisa bao gồm Nala Lisa Mang, Yulisa, Yulisa, Koji Lisa. Các fan Hàn cũng đặt biệt danh cho Lisa là Piu Piu vì một chữ Piu nằm trong từ xinh đẹp trong tiếng Hàn. Ngoài ra, Lisa rất dễ khóc. Bất cứ khi nào cô ấy bị xúc động thì Lisa sẽ khóc hết nước mắt mà không dè chừng ánh mắt của người khác. Mẫu người yêu lý tưởng của Lisa là một người lớn tuổi. Bởi vì người lớn tuổi hơn sẽ biết chăm sóc tốt cho bạn gái và họ sẽ có nhiều trải nghiệm. Khoảng cách tuổi tác giữa hai người không được quá lớn. Cô nàng từng chia sẻ, diễn viên Gong Yoo rất hợp với hình mẫu bạn trai mà bản thân cô mong muốn. Ngoài ra, Lisa cao 1m67, nặng 44-45kg. Cô có vòng eo 20 inch và gương mặt đẹp như tạc tượng nên được đặt biệt danh là búp bê Barbie. Nhờ thế mạnh này mà Lisa liên tục lọt top một trong những gương mặt đẹp nhất thế giới qua các năm. Loại mùi hương yêu thích của cô nàng là mùi thơm mát dịu nhẹ. Sở thích của Lisa là chụp ảnh. Cô sở hữu khoảng 20 camera với tổng giá trị lên đến khoảng 20.000 đô la, tương đương gần 500 triệu tiền Việt. Nhân dịp sinh nhật, Lisa đã phát hành một quyển sách ảnh phiên bản giới hạn mang tên 0327. Nó là những bức ảnh tự chụp qua máy quay phim của cô nàng. Hồi thực tập sinh, Lisa là thành viên duy nhất trong Blackpink nhận được điểm A trong buổi đánh giá của công ty. Sau này, khi nhắc về những lần đánh giá khắc nghiệt ấy, Lisa cũng là thành viên duy nhất, cảm thấy nó rất thú vị. Bên cạnh đó, theo Jennie, Lisa là thành viên có trí nhớ tốt nhất nhóm. Dường như Lisa có thể nhìn thấy một cái gì đó một vài lần và sẽ ghi nhớ toàn bộ. Cô nàng cũng rất giỏi trong việc ghi nhớ ngày tháng. Thậm chí Lisa còn nhớ được thời điểm Rose gia nhập YG nhiều năm về trước. Theo các thành viên, Lisa là người có cá tính tự do nhất. Khi cô ấy buồn ngủ, cô ấy sẽ ngủ, bất kể ở đâu. Khi cô ấy đói, cô ấy sẽ ăn với bất cứ ai. Lisa là người rất hài hước, thích khiến người khác phải cười. Cô nàng sẽ cảm thấy rất ám ảnh và ngại nếu không thể khiến mọi người cười với trò đùa của mình. Hồi shiny, Lisa hay để kiểu tóc quả táo. Cách làm là để dựng một vài chùm tóc trên đầu giống như cỏ dại. Bố mẹ ruột của Lisa đều là người Thái Lan, bố nuôi của cô là người Thụy Sĩ. Lisa là đứa con duy nhất trong gia đình. Cha nuôi của Lisa đã sống với cô nàng từ khi cô ấy còn nhỏ, họ thân thiết không khác gì cha con ruột. Ngoài ra, ông ngoại của Lisa đã trao rất nhiều học bổng cho trẻ em từ năm 1994. Sau khi ông qua đời, gia đình của Lisa vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của ông cho đến nay. Trong đợt lũ lụt tại Thái vào năm 2019, Lisa đã quyên góp 100.000 bạt. Lisa có 4 chú mèo sống cùng trong ký túc xá là Lucas, Louis, Leo và Lily. Ngoài ra, cô còn có 2 chú mèo ở quê nhà Thái Lan tên là Hunter và Tiga. Món Lisa nấu giỏi nhất là mì ramen. Lisa thuộc tuổi Sửu là tuổi Con Trâu và thuộc cung Bạch Dương. Từ bé, Lisa là fan hai nhóm nhạc Big Bang và 2NE1. Lisa là nghệ sĩ YG đầu tiên, không phải là người Hàn Quốc. Lisa được chọn làm nàng thơ cho các thương hiệu xa xỉ như Prada, Bulgari, Celine. Tại thời điểm này, cô nàng là idol K-pop có lượt theo dõi cao nhất trên mạng xã hội Instagram. Cô cũng được Ellie đưa vào danh sách 10 nhân vật nổi tiếng sẽ có ảnh hưởng đến làng thời trang trong năm 2020. Đồng thời, Lisa cũng là nữ thần tượng được tìm kiếm nhiều nhất trên Google vào năm 2019. Khi Lisa mở tài khoản Weibo chính thức, cô ấy ngay lập tức đứng đầu danh sách xu hướng. Lisa được xếp vào danh sách 20 ca sĩ Hàn Quốc được yêu thích nhất ở nước ngoài, cùng với các nghệ sĩ Hàn Quốc khác như G-Dragon, IU, Psy, v.v.
Từ bé, Lisa thường xuyên tham gia nhiều cuộc thi nhảy trong suốt thời thơ ấu như To Be Number One và tham gia nhóm nhảy Wiza Crew gồm 11 thành viên cùng với Bam Bam của God 7. Lisa từng tham gia một cuộc thi ca hát với tư cách là đại diện của trường cho top 3 nhân cách tốt của Thái Lan. Cô giành ngôi vị quán quân. Video có giúp các bạn hiểu rõ hơn về cô nàng này không nhỉ? Hãy chia sẻ cảm nghĩ ở phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.